Thiều Bảo Trâm hé lộ dự định có con ở tuổi 29. Vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, đánh dấu thời điểm Thiều Bảo Trâm bước sang một tuổi mới. Nhân dịp đặc biệt này thì cô nàng đã nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đáng nói cũng nhân dịp này thì nữ ca sĩ còn khéo léo nhắc đến dự định có con trong những năm tới. Cụ thể, khi nhận được lời chúc sinh nhật từ một người chị về chuyện con cái, nữ ca sĩ khéo léo cho biết: "Vâng, 3 năm tiếp theo là 2 gái 1 trai, nhưng chồng em còn chưa tìm ra em, bác đợi tí." Thông qua dòng chia sẻ này thì nhiều người cho rằng là Thiều Bảo Trâm đã có dự định sinh con, nhưng đối tác là ai thì bản thân cô vẫn chưa tìm thấy. Bên cạnh đó thì nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm cô trong ngày đặc biệt. "Cảm ơn những người đã luôn yêu thương và bên cạnh Trâm với tuổi 29, mỗi ngày quan sát thế giới này, mình càng cảm thấy càng có nhiều thứ đáng để học. Mình vẫn luôn cố gắng để trau dồi bản thân, lắng nghe, chân thành, bao dung, kiên nhẫn, yêu thương, trân trọng những mối quan hệ trong cuộc sống và cả chính bản thân mình nữa. Mình còn nhiều thiếu sót, sẽ có nhiều khó khăn trên những chặng đường phía trước, nhưng chắc chắn cũng sẽ là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mình sẽ tận hưởng nó với một trái tim đầy tình yêu thương và sự can đảm này. Happy birthday." Nói về tình trường của mỹ nhân 9X, mặc dù chưa từng công khai, song ai ai cũng biết cô nàng có mối quan hệ đặc biệt với nam ca sĩ Sơn Tùng MTP một thời gian dài. Tuy nhiên thì cả hai được cho là đã đường ai nấy đi sau khi Sơn Tùng vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí là có con chung với Hải Tú, gà cưng của công ty anh. Sơn Tùng có lẽ là một trong những ngôi sao hiếm hoi của showbiz Việt, quyết định giữ kín chuyện đời tư đến cùng, đúng không nào?